Rồi, xin dãi chào ơi, các bác nhá. Con vừa rồi em đang bán là 1,5 củ anh ơi. Em giới thiệu các bác con đi khai thác tầm trung của nhà Steel nhá. Con này đời khoảng 199 mấy gì ha. Đây. Mặt tiền của nó này. Con này cái tay thắng không còn sử dụng được nữa các bác nhá. Nó chỉ có chức năng là cản thôi chứ không có thắng được nhá. Con này có hệ thống làm nóng tay cầm. Các bác nào mua ngoài Bắc ấy, thì sử dụng rất ok. Cái mặt ốp lam thì hơi nứt một tí này ha. Cái này vừa em ngả ra đây nó đổ tí dầu này. Nó dơ chứ nó rất là mới nhá. Đây cái ngoại hình nó đây. Đó, hai ốc chân lam xịn sò luôn nhá. Lam phần cắt được 40 nhá, tổng độ dài là 5 tấc nhá. Con này còn khoảng 44cc nhá các bác nhá. Đang đi khai thác tầm trung của nhà Steel. Em sẽ nổ đề ba các bác xem ha. Đóng le này. Ok nhá. Giá bên em bán là 4,8 nhá. Các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ hoặc được comment dưới bình luận giúp em nhá. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều.